Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái thủ tục nhận trợ cấp ba man, điện, nước, ga dành cho những bạn mà đang sinh sống ở Nhật. Những bạn nào mà năm ngoái mà nhận được trợ cấp 5 man ấy, và năm nay thì mãi mà chưa thấy giấy về, thì các bạn cũng có thể là tự làm đơn và xin trợ cấp ba man này được nhé. Và cái điều kiện để là nhận được trợ cấp ba man này thì các bạn nằm một trong hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là các bạn là được là hộ thu nhập là miễn thuế nhé, các bạn được miễn thuế đấy. Và thứ hai là từ tháng 1 năm thứ năm trở đi cho tới tháng 10 năm thứ năm mà các bạn có một tháng thu nhập là bị giảm đột ngột đấy, thì các bạn cũng có thể là làm trợ cấp là ba man này được nhé. Đấy, và cái thủ tục thì là cũng rất là đơn giản, thì các bạn có thể là lên trang web của Si mình sinh sống để tải cái mẫu về và tự điền và gửi đi. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách là tải hồ sơ về và điền nhé. Thì trước khi mình hướng dẫn các bạn là cách là tải hồ sơ về điền thì mình sẽ nói qua trước về cái thủ tục. Thì thủ tục sẽ bao gồm là thứ nhất là cái mẫu đơn điền nhé, gọi là xin xê sổ đấy. Thứ nhất là cái mẫu đơn điền. Thứ hai là các bạn là photo cho mình cái thẻ ngoại kiều hoặc là thẻ My Number. Thứ ba là các bạn là photo cho mình cái sổ ngân hàng nhé, sổ ngân hàng. Lưu ý cho mình là sổ ngân hàng chứ không được dùng thẻ nhé. Và thứ tư là các bạn mua cho mình ở trăm yên ấy, ở Comini hoặc là 100 yên cái phong bì đấy. Và thứ năm là các bạn mua thêm cho mình một cái tem 84 yên nhé, tem 84 yên, để lát nữa thì mình chuẩn bị hồ sơ xong thì mình sẽ bỏ vào phong bì và gửi đi nhé. Và để tải cái mẫu đơn về, mẫu đơn điền xin xê sổ về, thì các bạn là đầu tiên thì các bạn vào trong web cho mình và các bạn nhập cho mình là tên cử nơi các bạn sinh sống kèm theo dòng chữ là Sang Man Kiêu Phử Kim nhé. Ví dụ như mình ở Ada Chi Cử thì mình sẽ nhập là Ada Chi Cử Sang Man Kiêu Phử Kim và các bạn nhấn tìm kiếm cho mình đấy. Và sau khi tìm kiếm xong thì nó sẽ xuất hiện những cái trang chủ của nơi cử của mình sinh sống và các bạn nhấn vào cho mình nhé. Và các bạn lưu ý cho mình là cái đơn điền này ấy, tùy từng nơi mình sinh sống, tùy từng si từng cử mà sẽ có những cái mẫu khác nhau nhé, nhưng mà đa số là cái cách điền thông tin ấy là sẽ giống nhau nhé. Mẫu thì sẽ có là khác nhau một chút nhưng mà cách điền thì sẽ là giống nhau đấy. Và sau khi các bạn nhập vào cho mình thì là đây là cái trang chủ của Ada Chi Cử nhà mình, thì là các bạn nhập vào và các bạn kéo xuống cho mình và sẽ có các mẫu, kéo xuống dưới và nó sẽ có các mẫu mẫu đơn đấy, và kéo xuống cho mình nhé. Ở dưới này thì nó sẽ có các mẫu đơn để cho các bạn tải về nhé, để cho các bạn tải về đấy. Các bạn tải về này có rất là nhiều mẫu, ví dụ như ở đây như mình nhé, đây có mẫu mẫu file PDF này, có cả tiếng tiếng Nhật này, tiếng tiếng Anh này, tiếng Hàn này, đấy, vì tiếng Trung này, đấy, tiếng Việt thì không có nhưng mà có rất là nhiều là file PDF cho các bạn là lựa chọn để tải về. Và nó cũng có cái địa chỉ nhé, nó cũng sẽ có hiển cái địa chỉ cho các bạn là để gửi đi qua đường bưu điện nhé, ví dụ như mình ở đây nhé. Đấy, có địa chỉ để kèm theo địa chỉ để cho các bạn là gửi đi. Ví dụ như mình nhấp vào cái file là PDF này, và trong cái file này thì nó cũng sẽ có là file hướng dẫn các bạn ghi, nhưng mà lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng tiếng Việt cho nó dễ hiểu hơn nhé. Ví dụ mình nhấp nhấp vào đấy, thì đây là cái file của cái Ada Chi Cử nhà mình đấy, và các bạn nhấp vào và các bạn là tải cái file này về cho mình là được nhé. Tải file này về cho mình đấy, tải file này về cho mình. Thì ở dưới này thì nó cũng bảo là kèm hồ sơ kèm theo thì gồm là đơn điền này, là xin xê sổ là cái file này, kèm là copy là cái là sổ ngân hàng này, và một cái tờ thông tin cá nhân là thẻ ngoại kiều hoặc là My Number gì đấy nhé. Đấy, các bạn tải cái file này về cho mình. Và sau khi các bạn tải cái file này về thì các bạn là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điền nhé. Và đây là toàn bộ hồ sơ mình đã chuẩn bị sẵn để hướng dẫn các bạn làm trợ cấp ba man nhé. Đầu tiên là đơn điền thông tin cá nhân trợ cấp ba man, thì cái này gồm hai tờ nhé, gồm hai tờ. Và cái mẫu này là của Ada Chi Cử, là của Si mình sinh sống, của cử mình sinh sống nhé. Thì tùy vào từng cử mà sẽ có cái mẫu khác nhau, có thể là cách ghi sẽ giống nhau nhưng mà cái mẫu sẽ khác nhau nhé,
không được dùng chung nhé. Các bạn lưu ý cho mình, các bạn phải lên cái C của mình để tải về nhé, tải mẫu về nhé. Đấy, và đây là cái đơn điền trợ cấp thông tin, cái đơn điền thông tin cá nhân. Thứ hai là các bạn photo cho mình cái sổ ngân hàng, photo cho mình cái sổ ngân hàng nhé, không được dùng thẻ mà phải photo sổ ngân hàng nhé. Thứ ba là các bạn photo cho mình cái thẻ ngoại kiều hai mặt nhé, photo thẻ ngoại kiều hai mặt nhé. Đấy, và thứ tư là các bạn là ra comment đi, các bạn mua cho mình cái phong bì như thế này để lát nữa mình sẽ gửi đi nhé, và kèm theo một cái tem 84 yên, tem 84 yên nhé, để lát nữa mình sẽ gửi đi thông bằng chiếc phong bì này. Đấy, ở cái này thì ở Comini có bán nhé. Và sau khi các bạn chuẩn bị hồ sơ xong thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi nhé. Đầu tiên thì các bạn ghi cho mình là ngày tháng lúc mình làm đơn. Ví dụ hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm thứ năm, mình sẽ điền vào nhé. Cái lỗi này là mình sai nên mình đã gạch đi nhé. Đây, ở đây là do mình lỗi sai nhé, không liên quan nhé. Mùng 5 tháng 8 năm thứ năm. Tiếp theo là họ tên Kiều Quốc Việt. Đấy, mình sẽ ghi Kiều Quốc Việt và ở tên là Virgana. Tiếp theo là ngày tháng năm sinh, thì mình sinh năm HC thì mình sẽ vòng vào HC và ghi ngày tháng năm sinh vào. Còn ở đây là địa chỉ cụ thể và số điện thoại nhé. Tiếp theo phần dưới thì ở đây là xin xê xả, là người làm đơn là Hồng Ninh nhé. Bên này thì nó có ghi là cái từ cái năm từ mùng 1 tháng 5 năm thứ năm so với cái thời điểm hiện tại thì cái địa chỉ có giống nhau hay không. Nếu mà giống thì các bạn tích vào đây, còn nếu mà khác thì các bạn tích bên này nhé. Thì là do là cái địa chỉ của mình là giống từ lúc từ mùng 1 tháng 1 năm thứ năm so với cái địa chỉ hiện tại bây giờ là giống nhau nên là mình tích ở đây, và năm thứ tư cũng thế, mình cũng tích ở đây, từ mùng 1 tháng 1 năm thứ tư cũng như vậy, mình giống nhau, mình sẽ tích ở đây. Còn trong trường hợp mà nếu các bạn khác nhau, nếu mà từ ví dụ như từ mùng 1 tháng 1 năm thứ tư mà các bạn có cái địa chỉ khác so với địa chỉ hiện tại bây giờ thì các bạn tích vào đây, các bạn tích vào đây. Và sau khi các bạn tích vào đây thì các bạn phải điền cái địa chỉ cũ vào, các bạn phải điền cái địa chỉ cũ vào nhé. Còn nếu mà giống thì thôi, nếu mà giống nhau thì thôi, các bạn tích vào đây nhé. Tiếp theo ở dưới này. Đấy, dưới này thì nếu mà các bạn có vợ, đấy, có vợ và có con thì các bạn là ghi điền thông tin vào đây. Ví dụ mình có vợ, đấy, vợ mình là Trần Thị Oanh thì mình sẽ điền vào và ở tên là Vifurigana. Mối quan hệ là Tư Mã là vợ nhé, và mình cũng điền là ngày tháng năm sinh ở bên này, và cũng tương tự như ở trên này. Đấy, thì mình tích vợ mình thì cùng địa chỉ với mình sẽ tích vào đây. Và sang bên này, thông tin bên này thì là mình là thuộc cái trường hợp là được miễn thuế nhé. Miễn thuế thì mình sẽ tích vào bên này, mình sẽ tích là miễn thuế. Đấy, năm thứ tư cũng được miễn thuế, năm thứ năm cũng được miễn thuế, tương tự vợ cũng vậy, được miễn thuế nhé. Đấy, đấy là điền thông tin cá nhân. Đấy, tiếp theo là phần thông tin sổ ngân hàng. Thì ở đây thì là thông tin sổ ngân hàng thì các bạn lưu ý cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ phải dùng lấy cái sổ ngân hàng của mình ấy, thì các bạn là xem và các bạn điền vào đây nhé. Ví dụ như là mình yêu trồ nhé. Đấy, mình sẽ điền thông tin chi nhánh là 018 018 và tên chi nhánh là 018. Mình sẽ vòng vào Shiten và đấy, Fujitsu. Vòng vào Fujitsu là loại là thông thường và bình thường, và điền cái số ngân hàng và tên 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 là tên của tên ngân hàng nhé, tên sổ ngân hàng bằng Furigana. Thì các bạn tra thông tin ở ở sổ ngân hàng nó sẽ có nhé. Mình sẽ dùng cái sổ này, mình sẽ tra cho các bạn xem ở đây nhé. Ở đây nhé, tên này, cô đồ này, kỳ căng cô đồ thì nó sẽ nằm ở bên này, kỳ căng cô đồ thì ở đây, kỳ căng cô đồ đấy nhé, 9900 thì ở đây là 9900. Đấy, tiếp theo là 018, tên chi nhánh là 018 thì ở đây là 018. Bạn để cho mình. Ở bên này là 018 nhé. 018 mình cũng điền là 018. Ở dưới này là mã số là 018, đây cũng 018. Ở trên là bằng chữ, ở dưới bằng số. Đấy, Shiten là chi nhánh. Đấy, mình sẽ vòng vào là loại ngân hàng là chi nhánh và là Fujitsu nhé, Fujitsu. Đây, Fujitsu đây. Và tiếp theo thì các bạn điền cái mã số này vào.
958 5344, 958 5344. Thì các bạn điền vào và tên ghi tên là Furigana giống như tên thủ ngân hàng nhé. Đấy. Và trong trường hợp mà các bạn là nhờ người nhận hộ ấy, đấy, nếu mà ủy quyền nhận hộ thì các bạn điền là cái tên thông tin của cái người ủy quyền được ủy quyền vào đây nhé. Mình sẽ không ủy quyền và mình sẽ ghi thông tin của mình nhé. Thì nếu mà các bạn là điền thông tin ủy quyền ở đây thì các bạn là cần phải photo thêm cái gọi là giấy tờ cá nhân của cái người ủy quyền này nhé. Đây là cái tờ đầu tiên. Cái tờ thứ hai là tờ check cái thông tin cá nhân, tờ check cái giấy tờ, cần check hồ sơ, từ cái phần check hồ sơ. Thì ở đây thì nó hồ sơ thì bao gồm thứ nhất là cái tờ xin xe sổ, chính là cái tờ này, nên là tờ xin xe sổ chính là cái tờ này. Thứ hai là tờ thông tin cá nhân, thì là các bạn là copy một trong những giấy tờ như giống như là My Number Card này hoặc là thẻ ngoại kiều này. Và thứ ba là copy cái sổ ngân hàng nhé. Ở đây thì họ cũng lưu ý là các bạn phải dùng cái sổ ngân hàng này, kẹt siêu ca đồ nó Uchi, có nghĩa là copy cái chữ chồ cái sổ ngân hàng, nó có hiển thị cái tên của kỹ càng là tên của cơ quan này, mã số này đấy, các kiểu đấy, thì các bạn là phải copy bằng cái sổ nhé, không được dùng thẻ đấy. Thì sau khi các bạn là ghi xong thì các bạn là dùng chuẩn bị hết gộp hết tất cả hồ sơ này cho mình, gộp hết tất cả hồ sơ này cho mình và các bạn là bỏ vào cái phong bì này, bỏ vào phong bì này, các bạn gấp và bỏ vào phong bì này, bạn dán tem vào và các bạn gửi đi theo cái địa chỉ mà ở trên C của các bạn ấy. Thì lúc đầu thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi, ở trên được cái chỗ cái trang ấy, trang mà các bạn ở trên chỗ cái trang mà các bạn là tải cái mẫu này về thì nó sẽ có cái địa chỉ. Thì giống như mình ở đây thì nó có cái địa chỉ là như ở đây, nơi là Shinsei Saki, thì mình sẽ ghi cái địa chỉ này vào nhé. Đấy, mình sẽ ghi cái địa chỉ này vào, đấy, mã số bưu điện này, địa chỉ này đấy, và ở sau này thì mình sẽ ghi cái địa chỉ của nhà mình vào đấy. Và các bạn gộp tất cả các hồ sơ này và các bạn gửi đi nhé. Đấy, các bạn gấp vào và các bạn là gấp ba vào và các bạn là bỏ vào, các bạn dán tem và gửi đi. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là cách điền thông tin hồ sơ. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là làm cái hồ sơ nhận được cấp 3 man điền nước ra nhé. Và sau khi các bạn là gửi hồ sơ đi thì họ sẽ xét hồ sơ của các bạn thì là có được duyệt hay không, là tùy vào hồ sơ của các bạn nhé. Cái này thì mình sẽ không dám chắc, nhưng mà cái này thì các bạn có thể tự làm được, nên là các bạn cứ là thử làm và gửi đi nhé, biết đâu lại được nhé. Thì là video của mình cũng xin là kết thúc tại đây. Thì các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh chia sẻ giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.